Kinh hoàng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bùm bùm khi đang vận động tranh cử. Nhiều tiếng súng vang lên tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Pennsylvania ngày 13 tháng 7. Sự việc xảy ra khi ông Trump đang trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7, giờ địa phương. Các phóng viên tại cuộc vận động ở Butler, bang Pennsylvania kể lại rằng họ nghe thấy một loạt tiếng nổ lớn. Các mật vụ đã lập tức có mặt để che chắn cho ông Trump. Vẫn có một số tiếng nổ vang lên sau khi ông Trump đã ngã xuống sân khấu. Các nguồn tin tại hiện trường cho biết, ít nhất 8 tiếng súng đã vang lên khi ông Trump vừa bắt đầu bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại thành phố Butler, Pennsylvania. Trong một đoạn video khác, ông Trump đã được đưa khỏi sân khấu ở Pennsylvania sau khi nghe thấy tiếng súng vang lên trong đám đông và được các nhân viên mật vụ hộ tống lên một chiếc xe. Có khoảng 8 tiếng súng đã vang lên tại sự kiện sau khi ông Trump bắt đầu phát biểu. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer bày tỏ, tôi kinh hoàng trước những gì xảy ra tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania và cảm thấy nhẹ nhõm vì cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn. Bạo lực chính trị không có chỗ đứng ở đất nước chúng tôi. Theo hãng tin RT, ông Trump đã bị thương sau khi những tiếng súng xuất hiện trong lúc ông có bài phát biểu tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Cựu Tổng thống Mỹ đã nhanh chóng được đội an ninh đưa ra khỏi sân khấu. Các bức ảnh cho thấy vết đỏ trên tay phải của ông Trump. Một nhân chứng chia sẻ với BBC rằng anh và bạn bè đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ dằn di màu nâu leo lên nóc một tòa nhà cùng với một khẩu súng trường và đã cảnh báo cảnh sát. Tổng thống Biden không rút khỏi cuộc đua, sẵn sàng đánh bại ông Trump. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thẳng thừng bác bỏ những lời kêu gọi ông rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng sau cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Donald Trump. Trong thư gửi các nghị sĩ Đảng Dân Chủ trong Quốc hội Mỹ hôm 8 tháng 7, Tổng thống Joe Biden đã đề cập đến những tranh cãi sau cuộc tranh luận của ông với ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Biden kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ ông tranh cử. Câu hỏi về việc làm thế nào để chúng ta tiến về phía trước đã được quan tâm hơn một tuần nay, và đã đến lúc nó phải kết thúc. Bất kỳ sự suy yếu nào trong nỗ lực quyết tâm hoặc việc chưa rõ ràng về nhiệm vụ phía trước chỉ có lợi cho ông Trump và làm tổn thương chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải sát cánh cùng nhau, ông Biden cho biết. Trong những ngày gần đây, ngày càng nhiều thành viên Đảng Dân Chủ kêu gọi Tổng thống Biden từ bỏ vị trí ứng cử viên Tổng thống của Đảng trong cuộc bầu cử năm nay và nghi ngờ về khả năng ông có thể đánh bại cựu Tổng thống Trump trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11. Những người khác trong Đảng đã công khai đặt câu hỏi liệu ông Biden có khả năng vận động tranh cử với sức mạnh và năng lượng cần thiết để đánh bại ông Trump hay không. Tôi đã nhận thấy những lo lắng của mọi người, những nỗi sợ hãi và lo lắng của họ về những rủi ro trong cuộc lựa chọn này, ông Biden cho biết thêm. Tôi có thể đáp lại tất cả những điều này bằng cách tuyên bố rõ ràng và dứt khoát, tôi sẽ không tái tranh cử nếu tôi không hoàn toàn tin rằng mình là người tốt nhất để đánh bại Donald Trump vào năm 2024, ông Biden nói thêm. Ông Biden lưu ý rằng hàng triệu cử tri đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ủng hộ ông là ứng cử viên. Ông cũng hỏi các nhà lập pháp rằng liệu họ có cho rằng quy trình đó không quan trọng bằng cách hối thúc ông rút khỏi cuộc đua tranh cử hay không. Tôi từ chối làm điều đó, rút lui. Tôi cảm thấy có nghĩa vụ sâu sắc đối với niềm tin và sự tin tưởng mà các cử tri Đảng Dân Chủ đã đặt vào tôi trong cuộc tranh cử năm nay. Đó là quyết định của họ, ông Biden cho biết thêm. Azos đưa tin, ngày càng nhiều thành viên cấp cao Đảng Dân Chủ muốn ông Biden rút khỏi cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ. Azos dẫn lời các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ nói rằng, các nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ và các cử tri chủ chốt đã bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về khả năng Tổng thống Biden tái đắc cử trước đối thủ Donald Trump trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11. Những lo ngại về việc liệu chính trị gia kỳ cựu 81 tuổi có thể chinh phục thành công chiến dịch tranh cử Tổng thống và đảm nhiệm thêm 4 năm ở phòng bầu dục đã dấy lên sau khi Tổng thống Biden có phần thể hiện bị cho là thiếu thuyết phục trong cuộc tranh luận với ông Trump vào tuần trước. Trong cuộc tranh luận, Tổng thống Biden với giọng khàn, yếu ớt, bị cho là có phần thể hiện run rẩy, ngập ngừng và nhiều lần nói vấp. Ông Biden sau đó thừa nhận ông gần như ngủ quên trên sân khấu tranh luận. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tham gia vào hàng loạt hoạt động vận động tranh cử tại bang Pennsylvania nhằm trấn an các cử tri về tình hình sức khỏe của mình. Ông Joe Biden đã liên tục khẳng định sự quan tâm
của cử tri dành cho ông sau cuộc tranh luận thậm chí còn lớn hơn trước, khi các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Joe đã bất ngờ tăng sau cuộc tranh luận. Tuy nhiên cũng ngày càng có nhiều ý kiến bên trong Đảng Dân Chủ cho rằng Tổng thống Joe Biden nên rút lui, nhường chỗ cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Báo Mỹ nói 4 nghị sĩ cấp cao Đảng Dân Chủ muốn ông Biden dừng tranh cử. Ít nhất 4 hạ nghị sĩ cấp cao Đảng Dân Chủ được cho là đã bày tỏ quan điểm Tổng thống Biden không nên đại diện cho đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Trong cuộc gọi riêng với lãnh đạo phe Dân Chủ Hakeem Jeffries và các thành viên cấp cao của đảng tại Hạ viện chiều 7 tháng 7, 4 nghị sĩ Jerry Nadler, Mark Takano, Jamal Enle và Adam Smith đều lên tiếng ủng hộ thay đổi ứng viên, Hill dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay. 4 nghị sĩ này là thành viên cấp cao trong các ủy ban quan trọng tại Hạ viện gồm Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Hành chính, Ủy ban các vấn đề cựu binh và Ủy ban Quân vụ. Tất cả họ đều cho rằng chúng ta cần làm gì đó khác đi, nguồn tin cho hay. Chiến dịch tranh cử của ông Biden hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Trước đó, 5 hạ nghị sĩ Dân Chủ đã công khai kêu gọi ông Biden dừng chiến dịch tranh cử sau màn thể hiện không tốt trong cuộc tranh luận với ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, gồm Lloyd Daggett, Mike Quigley, Raul Ruizanver, Seth Moulton và Andre Cry. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News ngày 5 tháng 7, ông Biden xoa dịu những lo ngại và khẳng định vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Dân Chủ cho rằng cuộc phỏng vấn kéo dài 22 phút không đạt mục tiêu như Tổng thống mong đợi. Cuộc phỏng vấn không làm dịu đi mối lo ngại, hạ nghị sĩ Adam Schiff nói. Không cuộc phỏng vấn nào có thể làm được điều đó. Theo Schiff, màn tranh luận của ông Biden khiến người Mỹ đặt câu hỏi liệu Tổng thống có đủ sức khỏe để đánh bại Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Những nghi ngại đối với người đứng đầu Nhà Trắng càng tăng lên khi Andrea Loful Sanders, người dẫn chương trình tại đài phát thanh WURD, thừa nhận cuộc phỏng vấn mà cô thực hiện với Biden sau tranh luận tổng thống bao gồm những câu hỏi đã được chiến dịch tranh cử của ông gửi cho cô. Lãnh đạo WURD hôm 7 tháng 7 cho biết Loful Sanders đã xin nghỉ việc. Cuộc phỏng vấn có những câu hỏi được Nhà Trắng định sẵn, vi phạm nguyên tắc hoạt động của chúng tôi, Sarah Lomax, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của đài phát thanh WURD, cho hay. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden không phủ nhận việc gửi câu hỏi cho Loful Sanders, nhưng nói rằng chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không đặt điều kiện người phỏng vấn phải chấp thuận những câu hỏi này. Chiến dịch tranh cử sau đó cho biết họ sẽ không gửi trước câu hỏi cho người phỏng vấn nữa. Bất chấp áp lực ngày càng tăng, ông Biden tuyên bố không có kế hoạch rút khỏi cuộc đua. Tôi xin nói rõ ràng nhất có thể, tôi là Tổng thống Mỹ đương nhiệm, là ứng viên của Đảng Dân Chủ. Tôi sẽ tiếp tục cuộc đua, ông đăng trên mạng xã hội X. Nhiều hạ nghị sĩ kỳ cựu vẫn ủng hộ Tổng thống. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện Jeffries và hạ nghị sĩ James Clyburn tuần trước nói rằng ông Biden không nên rút khỏi cuộc đua. Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng bày tỏ hoàn toàn tin tưởng vào Tổng thống Biden và mong đợi dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới của ông vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Bài kiểm tra quan trọng tiếp theo của ông Biden sẽ diễn ra vào 11/7, khi ông dự kiến tổ chức cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Washington. Các hạ nghị sĩ Schiff và Chris Murphy không kêu gọi ông Biden dừng tranh cử, nhưng cho rằng Tổng thống cần gạt bỏ những lo ngại của cử tri. Tổng thống cần phải làm nhiều hơn nữa, với những sự kiện không được lên kịch bản trước, để lấy lại niềm tin của cử tri. Tuần này sẽ thực sự quan trọng, ông Murphy cho hay. Ông Trump nghi ngờ Tổng thống Biden không thực sự điều hành đất nước. Ông Trump cho rằng các quan chức ở Nhà Trắng đang điều hành mọi công việc của đất nước, không phải Tổng thống Biden. Theo quan điểm của tôi, dưới sự lãnh đạo của Joe Biden, chúng ta đang tiến gần Thế chiến 3. Ông ấy chỉ điều hành đất nước nửa vời. Tôi nghi ngờ những người ở quanh phòng bầu dục, quanh bàn làm việc Resolute của Tổng thống, mới thực sự đang điều hành mọi thứ ở Washington. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn Fox News ngày 8 tháng 7. Ông Trump cũng cho rằng Tổng thống Biden không được tôn trọng và Mỹ đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ rơi vào tâm điểm Thế chiến 3, một cuộc chiến chưa từng có vì những loại vũ khí mà các bên sẽ sử dụng, cựu Tổng thống Mỹ cho hay. Đề cập việc nhiều nghị sĩ Đảng Dân Chủ gần đây kêu gọi Tổng thống Biden dừng tranh cử, ông Trump tin rằng ông Biden sẽ không rút lui. Họ bao che cho ông ấy, nhưng giờ rất khó mà làm được như vậy, ông Trump nói, đề cập Đảng Dân Chủ và truyền thông. Nhưng tôi cho là ông ấy sẽ tiếp tục tranh cử. Cái tôi của Biden lớn nên ông ấy sẽ không từ bỏ. Theo cựu Tổng thống Mỹ, nếu ông Biden dừng tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ là ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Trump kể từ sau màn tranh luận trực tiếp với ông Biden, do CNN tổ chức cuối tháng trước. Trong suốt sự kiện khi đó, ông Biden thường xuyên mất tập trung, đôi lúc phát biểu không mạch lạc. Đó là cuộc tranh luận kỳ lạ, vì chỉ sau vài phút, những câu trả lời ông ấy đưa ra không có ý nghĩa gì cả, ông Trump nói, thêm rằng ông cố tình không nhìn nhiều vào ông Biden khi Tổng thống phát biểu. Tôi chỉ liếc nhìn đôi lần khi ông ấy đang đưa ra một số câu trả lời thực sự tệ hại. Chúng thậm chí không phải câu trả lời, chỉ là những từ được ghép lại với nhau và chẳng có ý nghĩa gì. Nhà Trắng và Tổng thống Biden hiện chưa lên tiếng về những phát biểu của ông Trump. Màn thể hiện của ông Biden trong cuộc tranh luận với ông Trump tối 27 tháng 6 bị coi là thảm họa, khiến nhiều cử tri Dân Chủ lo ngại sâu sắc về khả năng tái tranh cử của Tổng thống. Một số hạ nghị sĩ kêu gọi ông nên dừng tranh cử, trong khi nhiều người vẫn giữ quan điểm ủng hộ ông. Tổng thống Biden thừa nhận cuộc tranh luận với Trump là đêm tồi tệ, nhưng khẳng định ông vẫn đủ minh mẫn để tiếp tục nhiệm vụ. Ông cũng bác khả năng rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.